Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lừa đảo mẹ ruột để chiếm đoạt tài sản. Cụ bà Võ Thị Ánh Nga có tổng cộng 5 người con và nhiều cháu. Nhưng bà chỉ sống một mình trong căn nhà tại đường Liên Khu 1/6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nuôi lớn cả thầy 5 con cho đến khi dựng vợ gả chồng, nhưng bà vẫn không nhờ được vào đứa nào chăm sóc cho mình. Phần lớn ngôi nhà đang ở, bà cho người ta thuê để lấy tiền sinh sống. Đồng thời cũng có người qua lại trò chuyện cùng bà, khiến căn nhà đỡ trống vắng hơn. Một ngày nọ, đứa con gái lớn của bà là Võ Thị Ánh Hà, dắt theo cả đại gia đình gồm chồng và 10 con về tá túc nhờ nhà mẹ. Bà Nga vui vẻ đồng ý, nhưng trong thời gian sống chung, hai mẹ con liên tục cãi vã nhiều lần. Có lẽ từ lâu, người con gái đã có ý định muốn chiếm đoạt căn nhà của mẹ ruột. Do đó, trong một lần, chị Hà thủ thỉ với mẹ rằng muốn vay vốn ngân hàng 50 triệu để kinh doanh, mong bà Nga đi cùng mình đến văn phòng công chứng làm thủ tục. Lợi dụng bà Nga không biết chữ, phòng công chứng cũng không đọc nội dung văn bản đã ký cho bà nghe. Thân là mẹ mà con cái nhiều vả, bà thương con nên tin tưởng, không chút nghi ngờ. Nào đâu cái chữ ký hôm đó, bà đã chính thức giao toàn bộ tài sản của mình cho người con. Kể từ đó, chị Hà cũng không còn nhân nhượng với mẹ nữa. Mỗi lần có gì không như ý là chị Hà mắng chửi, ngược đãi mẹ thậm tệ. Hai mẹ con cứ liên tục khắc khẩu nhau như thế trong thời gian dài. Bà Nga cảm thấy khó mà sống hòa hợp nên yêu cầu gia đình con gái hãy rời khỏi nhà bà. Lúc này người con cũng lật bài ngửa với mẹ. Chị Hà can giọng: ngôi nhà bây giờ là tôi đứng tên, nếu phải ra khỏi đây thì người đó chính là bà. Bà Nga bị sốc trước lời con gái nói, càng không tin sự thật. Rõ ràng bà chưa từng đồng ý sang tên nhà cho con, nên đã lên Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân để tìm hiểu. Lúc này thì bà mới ngã ngửa. Hóa ra cái hôm ký giấy thế chấp cho vay mà con gái nói chính là giấy sang tên chuyển nhượng nhà. Hồ sơ lưu ở phòng công chứng gia đình có ghi rõ ràng rằng bà Nga đến làm hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho con gái là Võ Thị Ánh Hà. Từ hợp đồng này, chị Hà đã làm thủ tục sang tên chị và Ủy ban Nhân dân quận đã cấp sổ đỏ cho chủ mới. Bà Nga đau đớn quyết liệt phản đối, cho rằng mình đã bị lừa vì lúc ký kết bà không hề hay biết gì cả. Tuy nhiên giấy trắng mực đen đã rõ ràng, bà Nga chỉ biết nuốt đắng vào lòng. Có một lần trong lúc tranh cãi với con, bà Nga bị con gái tiếp tục đuổi ra khỏi nhà. Bà giận bỏ nhà đi bộ 2-3 ngày mới về. Khi về đến nhà do mệt quá, bà nằm xuống chiếc ghế bố để chợp mắt một chút. Nào ngờ đứa con gái thấy mẹ về không những không vui mừng, còn cầm chân mẹ lôi dậy, mắng chửi té tát. Bà về đây làm gì? Biến đi! Âm thầm châm lửa nhà con gái rồi bỏ đi bán vé số, sống qua ngày. Đau đớn trước câu nói của con, bà Nga tức giận không kìm được. Cạnh lúc cả nhà đang nằm ngủ trưa, bà âm thầm đi ra cây xăng mua 50.000 xăng về, đổ lên yên hai xe máy dựng trong nhà. Tiếp đến bà ngắt cầu giao điện, lấy một tờ báo châm lửa ném vào hai chiếc xe. Người thấy có mùi khét, cả nhà chị Hà tỉnh giấc, hô hoán nhau chạy thoát ra khỏi nhà an toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu hủy hai chiếc xe và nhiều tài sản trong nhà, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đứa con của chị Hà cũng bị bỏng nặng. Bà Nga sau đó cũng bỏ nhà đi mất tích, không ai tìm thấy bà đâu nữa. Sau vụ án đó, lệnh truy nã bà Nga được chuyển về phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hồ Chí Minh và giao cho trinh sát Nguyễn Thành Công thực thi. Trong quá trình tìm bà Nga, tổ trinh sát có đi qua các nhà con cái của bà, nhưng bà không ở với ai cả. Do hành tung bà bất định nên công an phải mất nhiều ngày mới tìm kiếm ra được nơi cư trú của bà. Hóa ra bà đi bán vé số dạo để kiếm tiền, ăn bơ ngủ bụi ở khắp nơi. Trên các con phố, vỉa hè, gầm cầu, có những đêm mưa to, bà không có nơi trú thân,
nên người ướt nhẹp, đứng núp ở vỉa hè, cả đêm không chợp mắt. Sau một thời gian lang thang, bà may mắn gặp được một gia đình tốt bụng ở phường Bình Trị Đông A. Họ cho bà căng tấm bạt trước vỉa hè nhà để trú tạm, còn cho bà sử dụng chung nguồn nước. Trong nơi ở của bà chỉ có một túi ni lông treo vài bộ quần áo, một túi khác treo một chiếc song, vài cái chén. Người trinh sát khi tìm thấy bà từ xa xa, anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Kẻ tội phạm mà anh sắp bắt về đồn chính là một bà lão, mái tóc bạc phơ, thân hình gầy gò, nhỏ thó. Gương mặt bà khắc khổ, bi thương khiến người khác phải chạnh lòng. Mãi đến 16 giờ chiều, trời lúc này đổ mưa to, hai người trinh sát kiếm cơ hội chạy đến xin trú mưa dưới tấm bạt của bà. Bà lúc này chẳng hề hay biết họ đến để mang bà đi, nên vẫn niềm nở chia sẻ nơi ở của mình cho những người khách lạ. Vân vân một lúc, người trinh sát bèn mở lời hỏi chuyện bà. Cô có phải cô Ánh Nga không? Con nghe nói cô mâu thuẫn với con gái. Con là công an, mời cô về phường nói chuyện được không? Nghe thấy có người hỏi thăm mình, bà tủi thân, trút hết nỗi lòng, tâm sự. Vui vẻ theo những người trinh sát lên xe, đi về đồn. Nhưng khi đến nơi, bà mới biết mình là tội phạm bị truy nã. Vốn dĩ bà tức con nên chỉ định làm cho hả giận, chẳng biết như thế là phạm pháp. Lúc này bà oán trách, gào khóc bằng sức lực yếu ớt. Bà lao vào người trinh sát như để tuôn cho hết những uất ức trong lòng mình. Con tôi nó cướp nhà tôi, mấy chú không bắt nó sao lại đi bắt tôi? Tiếng khóc bà như xé lòng, người trinh sát thì cười buồn. Những lần khác tìm được đối tượng trốn nã, bắt họ về quy án là tôi thấy nhẹ cả người. Sau lần này lại thấy lòng nặng trĩu. Bà cụ sai cái lý thì bị pháp luật trừng trị. Nhưng đúng là vụ án này thấy ẩn khuất cái tình. Con cái đối xử bất hiếu với người có công sinh thành, nuôi dưỡng mình như vậy, pháp luật nào xử họ? Cảnh sát nào có quyền truy nã họ đây? Tại phiên tòa thành phố Hồ Chí Minh, nơi bà Nga bị kết tội, hết thảy 5 người con, không một người có mặt. Chỉ mình bà ngồi bơ vơ, tội nghiệp, lắng nghe những lời phán quyết dành cho mình. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đã già yếu, hành vi cũng xuất phát một phần từ lỗi của bị hại và bị hại cũng đã bãi nại nên đã giảm nhẹ một phần hình phạt. Tòa tuyên xử bà Nga 2 năm tù cho hưởng án treo với tội danh hủy hoại tài sản. Ngay tòa tuyên án, bà Nga rơi nước mắt vì bà không còn nơi nào để đi nữa. Con gái thì ngược đãi mẹ, các con trai đã có gia đình riêng nên bà không thể ở cùng được. Bây giờ được thả, tôi không biết phải ở nhờ nhà ai đây, bà nói trong nước mắt. Chẳng ai biết rồi cuối cùng bà sẽ ở đâu. Chỉ biết hơn 2 năm sau khi vụ án xảy ra, ngôi nhà cũ của bà đã được người con gái xây lên 2 lầu khang trang. Còn người mẹ già yếu, gần đất xa trời, vẫn phải bán vé số, lang thang khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.